Hello mọi người nha. Hello mọi người nha. Hello mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ có một thí nghiệm nhỏ nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ chơi tập 2 nha. Ở video trước mà mình đã có chơi về nước rửa bồn cầu, mình đã làm bơm được và đã thành công nha mọi người. Còn video này mình sẽ trở về tuổi thơ mọi người, chơi trò chơi phù thủy. Và đồng thời mình cũng sẽ làm thí nghiệm về nếu bịch làm mà nấu nó sôi gặp nước thì nó sẽ có phản ứng như thế nào nha. Mọi người xem video của mình hãy để lại cho mình một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ nha mọi người. Để kênh của mình mau chóng nha, nhanh chóng phát triển nha. Rồi, vô đi. Đây, mình đã chuẩn bị rồi, mình đã chuẩn bị bịch lạnh mọi người. Đây, để làm thêm mọi người đã và bỏ lạnh vào đây, bây giờ mình sẽ đốt vào, đốt lên nha. Rồi ok người nha, giờ mình sẽ đốt rồi, mình đang chờ nó sâu sâu nha. Đây, bây giờ là mình đang đây. Tại lửa nó hơi gió mình che gió lại, kiếm gì che gió lại. Đó. Giờ mình đang chờ sôi cho mọi người đây. Ở trong mình đâu có biết mình lặn nha. Mình lặn vào nè. Giờ mình sẽ chờ cho mình lặn này nó tan chảy hết rồi cho tim này nó thấm nha, đây, bỏ tim cho thấm này. Rồi tới lúc mình sẽ đốt nha. Rồi ok. Rồi. Cơm người bây giờ nó dầu nó sôi mình sẽ đốt lửa bên đây nha. Cơm người chỉ là sự cố nha, đây. Dầu nó bắn vào tay thôi nha, nhưng không nóng nha, đây. Giờ thì mình sẽ đây đốt. Ok mọi người đã thành công rồi nha mọi người. Đây lửa làm mà sẽ gặp nước nó thì nó sẽ phục lửa nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ làm những cái tiếp theo cho mọi người xem. Bây giờ trường đốt lửa lại. Giờ cái giờ mình sẽ cho thằng Trường còn Hiếu nó sẽ chơi nha. Miếng chú ngon á. Giờ cho nó đốt lửa lại. Đây mình chơi ở ngoài kia gió, giờ mình sẽ chuyển vào đây nha mọi người. Đây rồi, giờ mình đang quay người đây, dầu sâu xịn quay gần đây nè. Đây mọi người thấy dầu đang nóng không? Để cho dầu nó nóng một xíu rồi mình sẽ làm những cái tiếp theo để quay trên, sẽ làm những cái tiếp theo cho nó lưỡi phun thì là lớn lên để cho mọi người xem nha. Mọi người xem video của mình hãy để lại mình một like, một đăng ký nha mọi người và một lượt chia sẻ nha. Rồi mình sẽ làm cái thứ hai cho mọi người xem nha. Rồi quay xem cái này chậm yếu. Rồi ok mọi người, dầu đã xong nha. Giờ thì mình sẽ làm một phát nữa nha. Để cho dầu nó thấm xuống dưới xíu. Quá được. Ok mọi người. Good day.
Thành không được nha mọi người, giờ mình sẽ cho tụi nhỏ nó chơi nha. Rồi. Bây giờ cho mình sẽ cho Hiếu nó làm nha. Né né ra. Tụi nhỏ né né ra để cho Hiếu làm. Cho nó nóng đi. Dầu dầu nha mọi người. Mình sẽ để dầu cho nóng ra đây. Mọi người phải để dầu cho nóng thì nóng nha, nóng mới ấy nha. Đây. Đốt cho nó. Hồi nhỏ tụi mình hay chơi cái này lắm người, giờ lớn lên mình mới suy nghĩ ra là có trò chơi như thế này. Và tình cờ mình cũng sẽ làm một thí nghiệm luôn. Tụi mày đừng có dùng. Dầu trên dầu nó nóng ra nha bạn, trong người dầu nóng ở trên nó tan nha bạn. Cái này cho tan mấy cái này được rồi, tan cứ mình làm ra nha. À bạn xin lỗi. Ok, thành công sao? Cho sâu cũng cái nào được đẹp hết trường. Ủa, đúng rồi.
từ 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 có điều đi cái này đúng không? Bỏ mình đặt luôn thơm này. Từ từ cho tiền hết đi. Cháy rồi. Mẹ tay đốt đi. Giờ mình sẽ mồi lửa nha mọi người. Tại giờ mình sẽ mồi lửa này. Ôi cháy quá. Chưa hết đâu. Bây giờ để mình là làm phát cuối nha mọi người. Phát cuối mình làm đẹp thì đẹp để cho mọi người xem rồi mình sẽ nghỉ luôn nha. Kết thúc video tại đây luôn nha. Đây. Mình sẽ đổ nước cũ ra nha. Mình sẽ cho nước mới vào nha. Đây. Giờ thì mình phải để cho nó nóng thì nóng nha. Anh mày không? Anh mày không?
luôn nha mọi người. Thành thí nghiệm của mình đã thành công rồi nha. Mình cũng kết thúc video tại đây luôn nha. Mọi người xem video của mình hãy để lại cho mình một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ cho mọi người để kênh của mình mau chóng được phát triển nha. Rồi ok, bye. Hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Bye bye.